Chào chị Ly Lê nè, em chào chị Lan Vy. Rồi em chào chính chị nha. Rồi em chào 11 chị. Chấm chấm đi, em chia sẻ cái. Em chia sẻ cái rồi em like nha, em lên. Rồi em chào 15 chị nè. Chốt. Chốt quá chốt. Xả hết. Nè, xả mấy cái khách chốt rồi mà không IP trước nha. 5K 5K. Rồi con này 55 đến 57 nè. Rồi lên cho em. Lên cho em mã 1. Lên cho em mã 1 con này nha. Lên cho em mã 1. Rồi em chào chị Bích Trâm, em chào chị Lâm Vũ. Rồi. Con này 48 đến 53 nè, lên cho em mã đỏ. Von nha, mới tinh nè mấy chị. Áo mặc bán không? Dạ bán nha chị. Rồi lên cho em mã đỏ đi, con đỏ vô này mới tinh nè mấy chị. Ừ. Mới tinh luôn nha. Rồi lên cho em mã đỏ 5K luôn. Rồi con này size S vừa nè. Rồi chị nào? Chị nào vừa S lên cho em mã S luôn. Dạ rồi. Áo em mặc hả? Rồi em chốt cho chị Lê Lan luôn nè. 5K luôn. Rồi chị Lê Lan IP cho em nha. Rồi con hoa này 50 đến 55 nè. Rồi lên cho em mã hoa 5K luôn. Lên cho em mã hoa 5K nha. Rồi cảm ơn chị Lê Lan nè. Chốt cho một cái đóng cả nùi. Rồi con này 48. 48. Dạ rồi em thấy rồi. 48 đến 53. Lên cho em mã vàng. Lên cho em mã vàng với chị 5K nó mới kiên. Chị thấy nó mới chưa? Rất mới luôn nha. Rồi lên cho em mã vàng. 5K 5K hết. Rồi con này dễ thương nè. 50 đến 55. Lên dây mã hồng. Lên dây mã hồng nè. Áo mới tinh nè. Rồi 5K luôn. Rồi 48 đến 52. Lên dây mã bông. Rồi hồng cho chị Lan Vy nè. Chị Lê Lan sau rồi. Chị Lan Vy. Rồi dự bị cho chị Lê Lan nha. Rồi khách mới IP giúp em. Chị Lan Vy IP giùm em nha. Rồi xả hết. Rồi con này 50, 50 đến 57 nè. Lên dây mã tay mấy chị. Chắc bao mét luôn nha. Này cái áo nó mới tinh nè ha. Rồi lên cho em. Lên cho em mã tay. Rồi 48 đến 55. Lên cho em mã beo. Lên cho em mã beo 5K luôn. Rồi tay. Tay cho chị Hoàng Thu Ngân trước nè. Rồi chị Hoàng Thu Ngân IP với em nha. Rồi dự bị cho chị Nhung Lê. Nhung Dương. Qua chị nhận được áo rồi. Đẹp lắm. Đấy thấy chưa mấy chị thấy chưa.
Áo em bán 10k, 15k thôi, hôm nay em xả 7k luôn. Rồi chị Hoàng Thu Ngân nè, 7 khách nhận. Rồi beo cho chị Lan Vy. Rồi chị Lan Vy EB cho em nha. Đấy mấy chị thấy áo không? Áo khách nhận phản hồi đẹp đó không? Quá rẻ luôn, hôm nay em xả hết luôn. Rồi 50 đến 55 nè. Rồi lên chia mã hoa. Lên chia mã hoa nha. Con von này nè. Rồi 48 đến 53. Lên chia mã đỏ. Chốt quá chốt. Dạ rồi. Cái này là em lấy áo xả. Rồi con này 50 đến 57 nè. Lên dây mã vàng. Tay lê đẹp ghê. Lên dây mã vàng. Dạ em dục mỗi người một đống. Mỗi người một đống hết chứ mấy chị. Rồi con này ML vừa. Rồi lên dây mã hồng. Lên dây mã hồng nha. Rồi vàng cho chị Hoàng Thu Ngân này. Vàng cho chị Hoàng Thu Ngân. Chị Phạm. Chị Bích Trâm, chị Phạm Hồng sâu hết rồi. Rồi con này SM vừa, lên dây mã sọc 5k luôn. Lên dây mã sọc 5k. Rồi 48, 48 đến 50. Rồi lên dây mã trắng. Lên dây mã trắng nha. Lên dây mã trắng nha mấy chị. Rồi thêm mấy chị này nữa. Mấy chị. Rồi con hồng này, con này đẹp nè. Mới tin. Rồi 50 đến 57 nè. Lên dây mã mới. Rồi sọc. Sọc cho chị Vi Vi Ngô nè. Rồi sọc cho chị Vi Vi Ngô. Cọc bao nhiêu? Dạ xuống like rồi cọc nha. Xuống like rồi cọc chị. Rồi mới. Mới cho chị Hoàng. Hoàng Thu Ngân. Em xuống like mới cọc. Lấy hồng. Rồi mấy chị. Lấy hồng hả? Rồi chị Lan Vy lấy cái mã hồng này đúng không? Nói đúng mã giúp em cái nha. Mình lên áo hay có lên gì không? Dạ áo không, chắc tới khuya rồi chị, áo nhiều lắm chị. Rồi con này size S vừa nè. Con này size S, lên dây mã S. Lên dây mã S. Ok, rồi. Mấy chị chốt cách giùm em nha. Chị Lan Vy. Rồi chị Lan Vy. Rồi SM vừa. Rồi lên dây mã nút. Lên dây mã nút nha mấy chị. Hàng đã xả rồi mà xả thêm một lần nữa mà không có thông tin mà mấy chị. Là thôi rồi luôn á. Trời ơi con này. Rồi con này bán 20k nè. Rồi con này 50 đến 57. Rồi 50 đến 57 nè. Lên dây mã ngọc luôn, 5k luôn. Trời mà nút mã ngọc 5k luôn, xả sập luôn. Ôi mấy bà ít ác quá. Rồi S 48 đến 50 nè. Rồi lên cho em, lên dây mã caro. Lên dây mã caro mấy chị. Rồi lên dây mã caro. Rồi con này phơm ngắn nè nha mấy chị nha. Phơm ngắn mặt qua nè, có cột dây nè, ngoài sau nè, đấy, như vậy nè, kiểu như vậy nè. Tay nè. Rồi lên dây mã tay. Lên dây mã tay. Mấy chị, ủa mấy cái áo kia đẹp mà mấy chị nào chốt hả?
Rồi lên đúng mã giúp em nha. Dạ hàng si chị. Rồi con này 55 đến 60 nè. Rồi lên cho em, lên cho em mã xanh. Lên cho em mã xanh. Rồi cái tay này chốt cho chị Nhung Lê nè. Dạ em ở Ninh Thuận chị. Rồi chị Nhung Lê. Rồi 48 đến 53 kg nè, lên dây mã nút. Lên dây mã nút. Rồi con này. Con này 55 đến 57, lên dây mã ngọc. Xanh. Rồi xanh cho chị. Xanh cho chị Lê Lan. Chị Lê Lan. Rồi chị Lê Lan. Rồi chị nào, chị nào chú ý bi em, y bi giúp em nha. Rồi ngọc cho chị Hoàng Thu Ngân nè. Ngọc cho chị Hoàng Thu Ngân nè. Chị Thu Ngọc sau rồi. Cái mã nút đẹp nè. Mới tinh nè, đẹp quá trời luôn. 48 đến 53 lên cho em mã nút. Rồi em like thứ tự nha. Rồi con này SM vừa. SM vừa cho em nha, coi dạng mới kia nè. Rồi lên cho em mã nhũ. Lên cho em mã nhũ với chị. Lên dây mã nhũ chị xem. Xem xanh lá, xanh lá cành cải trắng, xanh lá cành cải trắng. Ôi ơi xanh lá hả. Ôi ơi con này tay dài nha mấy chị. Đấy. Tay nó như vậy nè. Rồi con này 50. Con này 48 đến 53 kg vừa nha. Rồi lên cho em. Lên cho em mã ren. Lên cho em mã ren mấy chị. Rồi lên cho em mã ren. Em có thấy chị Lê Lan IP em thôi nha. Chưa thấy ai hết. Rồi 55 đến 60 nè. 55 đến 60. Lên dây mã vàng. Lên dây mã vàng nha. Rồi ren. Ren cho chị Thu Ngọc nè. Mấy chị IP đi. Chị nào có chút hàng IP cho em đi nha. Nếu không em xả luôn á. Rồi chị Thu Ngọc. Cái xanh sau lưng em. Xanh hả? Rồi đây. Rồi 55 đến 60 nè. Rồi lên cho em mã nút. Lên cho em mã nút mấy chị. Rồi mới có 3 chị à. Lên cho em mã nút nha. Rồi. Dạ. Con này 48 nha. 48 đến 55. Rồi lên cho em. Lên cho em mã ôm. Lên cho em mã ôm. Rồi nút cho chị Nhung Dương nè. Rồi lát nó dục. Rồi nút cho chị Nhung Dương. Rồi chị nào size S.
CS vừa lấy con này đi. Rồi đẹp ghê. Có dây kéo bên hông nha. Rồi lên cho em, lên cho em mã đầm. Lên cho em mã đầm size S. Rồi 48 đến 52 nè. Lên cho em mã ruốc. Lên cho em mã ruốc đó chị. Rồi từ từ em lấy cái người nào cũng kia em lấy lát em lộn luôn. Rồi con này size M. Rồi lên cho em mã đô. Lên cho em mã đô nha. Này mấy chị phối áo đồ vô. Rồi lên cho em mã đô. Rồi con này 50 đến 57. 50 đến 57 nè. Rồi lên cho em. Lên cho em mã màu có size to 62 kg không? Dạ chắc có chị. Hồi đô cho chị Minh Minh. Rồi cái đầm này đẹp nè, chất đầm thun này nha mấy chị nha. Nè. Dạ 5k chị. Rồi con này 50 đến 55 nè, mặc ngủ nha mấy chị. Rồi lên dây mã đầm, tặng mấy chị 5k luôn. Lên dây mã đầm. Rồi con này chất xô nè. Ừ, còn nguyên tem luôn. 50 đến 57, rồi lên dây mã xô. Rồi lên dây mã xô nha. Rồi đầm cho chị Thu Ngọc nè. Dạ áo nỉ dày hả? Áo nỉ dày có nhưng mà giờ chưa sale chị, chưa sale không? Rồi con này 55 đến 60 nè. Rồi lên dây mã túi. Lên dây mã túi nè chị. Rồi lên dây mã túi. Rồi con này 50 đến 55. Ừ. Mới tin nha. Phối đồ vô mấy chị. Rồi lên cho em mã lỗ. Lên cho em mã lỗ 5k luôn. Rồi con này không có bán mua 5k được nha. Con này size M. Rồi con này lên cho em mã M 10k. Lên cho em mã M 10k nha. Con này 10k mấy chị. Rồi lên cho em mã. Rồi lỗ cho chị Thu Ngọc nè. Rồi túi cho chị Thu Ngọc nè. Rồi con này size M vừa. Con này size M vừa nha. Rồi lên cho em mã rút. Chị xem đi được giá chị mua. Nhưng mà ý là giờ nó không có ở đây chị. Nó nằm ở trong bao, trong kho rồi. Rồi con này SM. SM nè. Rồi lên cho em mã đen. Lên cho em mã đen. Cái đó hẹn chị cái like khác được không? Chứ giờ em không có bỏ trong kho. Rồi con này size S. Lên dây mở hoa. Rồi rút cho chị Lê Lan nè. Rồi đen cho chị Bích Trâm. Bích Trâm, Bích Trâm chưa chốt cái nào đúng không? Rồi cho chị Bích Trâm.
Rồi 48 đến 52. Rồi lên dây mã trắng. Lên dây mã trắng. Áo rất là mới nha mấy chị nha. Lên dây mã trắng. Rồi 50 đến 57. Lên dây mã xanh. Lên dây mã xanh. Cái vàng phối tay ở sau lưng em, cái vàng phối tay. Rồi con này bao mới luôn, 55 đến 60. Lên dây mã nổi. Mới tinh nha. Nổi ken luôn mấy chị. Rồi lên dây mã nổi. Lên dây mã nổi. Rồi xanh cho chị Thu Ngọc nè. Mọi người chốt chắc giúp em nha, không có xả nữa nha mấy chị nha. Mình nói chung là mình, người ta bỏ thời gian mấy tiếng đồng hồ, người ta like hàng rất là rẻ rồi. Nên mọi người đừng có xả giúp em nữa. Rồi con này 55 đến 60. Rồi lên che mã túi. Lên che mã túi nha. Chứ mấy chị ráng chốt đủ cho em đi đơn luôn. Rồi nổi cho chị Hoàng Thu Ngân nè. Rồi 55 đến 60, lên dây mã tròn. Lên dây mã tròn mấy chị. Rồi 50 đến 60 nè. Rồi lên dây mã lỗ. Lên dây mã lỗ 5K luôn. Rồi 48 đến 52 vừa. Lên dây mã bơ. Lên dây mã bơ nha mấy chị. Rồi lên dây mã bơ nè. Rồi S vừa. Rồi chị nào 48 đến 50kg vừa nè. Rồi lên dây mã vàng. Lên dây mã vàng. Rồi, con này dễ thương kìa. Rồi 50 đến 52. Rồi lên dây mã hồng. Lên dây mã hồng mấy chị. Trời có quần không em, quần gì chị? Nhà em cái gì cũng có hết á, nhưng mà giờ cái like này là em like xả áo á chị ạ. Nhà em cái gì cũng có chứ không có tiền thôi. Rồi con này 48 đến 52 nè. Rồi lên cho em, lên cho em mã sọc. Mới ra mấy chị, lên cho em mã sọc. Rồi vàng. Vàng cho chị Út Phan. Rồi 50 đến 55, lên dây mã xám. Lên dây mã xám nha. Một cái mã hồng đẹp tự gì mà không chị nào chốt hả? Rồi con này size S vừa nè. Rồi chị nào eo 68 vừa. Rồi lên dây mã nâu. Lên dây mã nâu con này mới nè. Rồi lên dây mã nâu. Rồi con tím. Con tím này 50 đến 55. Rồi lên dây mã tím. Mặc dưới áo bra cho mấy chị. Rồi lên dây mã tím. Rồi chất xô. Rồi con này ngủ nè mấy chị. Rồi lên dây mã ngủ. Lên dây mã ngủ luôn nha. Rồi lên dây mã ngủ. Rồi 55 đến 60. Lên dây mã cổ. Hồi áo nó mới ken à. Lên dây mã cổ. Rồi mã ngủ cho chị Bích Trâm nè. Mã ngủ cho chị Bích Trâm. Bích Trâm dục đâu ta. À, chị Bích Trâm đây. Rồi 52 đến 57 lên dây mã vàng nè. Lên dây mã vàng nha. Rồi 55 đến 60. Lên dây mã cam. Lên dây mã cam.
Hồi cổ cho chị nào đây? Hồi cổ cho chị Nhung Dương nè. Chút phan sau rồi. Rồi vàng cho chị Bích Trâm nè. Chị Nhung Dương. Nhung Dương đâu rồi? Nhung Dương chốt em cái nào chưa ta? Ngu người nha. Chị Nhung Dương, chị chốt em cái nào chưa hay? Con cam đẹp lắm mà mấy chị em chốt hả? Rồi 55 đến 62 vừa. Rồi lên dây mã nút. Lên dây mã nút của chị. Một cái xanh. À chỉ có một cái thôi đúng không? Rồi 50 đến 57. Rồi lên dây mã vàng. Lên dây mã vàng. À rồi em thấy rồi. Em thấy rồi cái xanh nút. Rồi nằm đây rồi. Rồi thấy rồi. Một cái xanh rồi cộng thêm một cái xanh là hai cái xanh. Rồi con này 55 đến 60 nè. Còn mấy chị. Rồi lên dây mã hoa. Lên dây mã hoa nè. Rồi con này, đây. Nó bị tư chỉ nhè mấy chị về. May mấy mũi vô mấy chị, ngồi ra là nó mới ken luôn nha, không có bị gì hết. Rồi lên dây mã đỏ. Rồi con này 60 đến 62 ok nè, lên dây mã đỏ. Rồi 55 đến 60, 65 ok luôn. Rồi lên dây mã nút. Lên dây mã nút nha mấy chị. Lên dây mã nút. Rồi hoa chị nào trước nè. Rồi hoa chị Nhung Dương trước nè. Chị Thu Ngọc sau nè. Rồi con này 50 đến 57 nè. Rồi lên dây mã cam. Lên dây mã cam nha mấy chị. Cam. Rồi con này SM vừa. Rồi lên dây mã S. Lên dây mã S. Rồi 50 đến 57 kg vừa. Lên dây mã đỏ. Lên dây mã đỏ nha. Rồi lên dây mã đỏ. Rồi nút cho chị Út Phan nè. Rồi cái đầm này SM nhỏ vừa nè. Lên dây mã đầm. Lên dây mã đầm, đầm thun ngủ mấy chị. Rồi đầm thun ngủ luôn nha. Rồi con này 50 đến 57. Lên dây mã chữ. Lên dây mã chữ. Rồi 55 nha. 55 đến 57 lên dây mã rêu. Lên dây mã rêu luôn. Lên dây mã rêu. Rồi đầm cho chị Út Phan nè. Rồi con này size M vừa. 50 đến 55 lên dây mã trắng. Lên dây mã trắng nha. Trắng mấy chị form dài. Rồi con khót này. SM nhỏ vừa lên dây mã khót. Lên dây mã khót. Rồi 50 đến 55. Rồi lên dây mã hồng. Lên dây mã hồng. 5k luôn. Rồi con khóc này size L vừa nè. Rồi lên dây mã L. Lên dây mã L. Con này mới tinh nè.
Rồi trắng. Trắng cho chị Vi Văn Ngô nè. Rồi 55 đến 60 nè. Lên dây mã 60. Lên dây mã 60 đó chị. Rồi con này SM vừa. Lên dây mã bèo. Lên dây mã bèo nha, con này đẹp quá. Lên dây mã bèo. Rồi 48 đến 52 nè, lên dây mã nút. À, con này đẹp tại vì mà không ai chốt. Lên dây mã nút. L là mã khót đúng không? Rồi L cho chị Hoàng Thu Ngân nè. Rồi bèo cho chị Thu Ngọc. Bèo cho chị Thu Ngọc. Rồi L cho chị Hoàng Thu Ngân. Rồi con này 55 đến 60. Rồi lên dây mã dài. Lên dây mã dài nha. Rồi nút cho chị Út Phan. Rồi con này 48 nha. 48 đến 50 kg vừa nè. Lên dây mã caro. Mới tin nè mấy chị. Lên dây mã caro. Rồi chị Lan Vi xã hả? Không chọn được. Chị ơi thông cảm bán xã giúp em. À, dạ rồi chị. Dạ. Rồi con này nè, 48 đến 53. Lên dây mã đỏ. Lên dây mã đỏ. Rồi 50 đến 55 nè. Lên dây mã hoa. Rồi cái con này em bỏ qua cho chị. Cho chị Lê Lan luôn nha. Chị Lê Lan nè. Rồi con này 50 nè. 50 đến 55. Lên dây mã hồng. Lên dây mã hồng với chị. Rồi caro. Caro cho chị Minh Minh nè. Rồi con này S. Con này SM. SM nhỏ vừa nè. Rồi lên cho em mã. Mã nhí. Lên cho em mã nhí nha. Rồi hồng cho chị. Chị Thu Ngọc nè. Rồi 50, con này 48 đến 52 nè. Rồi lên dây mã 1. Lên dây mã 1. Rồi SM nhỏ vừa. Lên dây mã vàng. Mấy con này là mặt bao mát luôn. Lên dây mã vàng nha. Lên dây mã vàng. Hồi nhí. Hồi nhí cho chị Thu Ngọc trước nè. Chỗ Phan sau nè. Rồi 48 đến 52 nè. Rồi lên dây mã gái. Lên dây mã gái luôn. Mấy chị. Rồi lên dây mã gái ở ngoài sau riêng nè. Form dài. Dễ thương nha. Dễ thương. Rồi cái con này nó đẹp quá. Nó mới tinh nè. Rồi con này từ 50 nha. 50 đến 57 nè. Đây là mặt trước của nó nha mấy chị. Trời cổ hột nè. Phía sau nơ. Ly con này mới tinh nè. Mới tinh. Rồi lên cho mã nơ. Lên cho mã nơ luôn. Xả hết luôn. Rồi 50 đến 55 nè. Rồi lên cho mã. Lên cho mã tay. Lên cho mã tay mấy chị. Rồi vàng. Rồi
Rồi vậy em chốt cho chị Thùy Linh nè. Rồi chị Thùy Linh IP cho em nha. Rồi chị Thùy Linh IP giúp em. Khách mới IP. Rồi con này 55 đến 60 lên cho mã sập. Lên cho mã sập. Rồi 48 đến 52 nè, lên cho mã bi. Con này có dây kéo hồi sau nha, mới kia mấy chị. Lên cho mã bi. Ừ, con này dễ thương nè. Mặc với quần sọt quần đùi vô, dễ thương lắm mấy chị. Dạ em nhận được rồi nha chị Thùy Linh nha. Rồi 55 đến 60. Rồi lên cái mã trắng. Ừ, tay dễ thương à. Lên cái mã trắng. Mấy con này mặc áo ngực bra vô mấy chị. Rồi con này size L. Con này size L vừa cho em nha. Rồi lên cái mã lưới. Size L. Lên cái mã lưới luôn. Rồi con này 5. Con này 55 đến 60 nè. Cổ nè, kết cường, kết ơ rồi nè. Rồi lên chia mã cường. Form dài nha mấy chị. Lên chia mã cường. Chơi đồ si là phải quất quất mấy con này vô nè. Rồi trắng cho chị. Trắng cho chị Lê Lan nha. Rồi con khóc này size L. Còn tem luôn nha mấy chị. Rồi lên chia mã tem. Lên chia mã tem đi mấy chị ơi. Size L nha. Lên cho em mã tem. Rồi 48. 48 đến 53 nè. Lên cho em mã theo. Lên cho em mã theo. Ủa sao tự nhiên nó mờ. Ủa mờ hả chị? Em thấy trắng, em thấy ấy mà. Rồi cường cho chị Thu Ngọc nè. Chị có thấy mờ không? Rồi cường cho chị Thu Ngọc. Rồi tem. Rồi tem cho chị Út Phan. Rồi con này 48 đến 53. Rồi lên cho em mã đỏ. Trời ơi nó mới ken mấy bà ơi. Lên cho em mã đỏ. Quá rẻ luôn. Quá rẻ cho một cuộc tình. Rồi 48 đến 52 nè. Lên cho em mã vai. Lên cho em mã vai. Người la ơi, xin cho tôi một bờ vai. Rồi đỏ cho chị. Đỏ cho chị Nhung Dương nè. Rồi, chị nào. Rồi, 48 đến 50. Lên dây mã đen. Trời ơi, mới nha. Đen bóng bóng nè, có bèo nè. Rồi lên dây mã đen. Lên dây mã đen. Rồi con này 60 đến 65 nè. Chị nào thích form to. Rồi lên dây mã trắng. Lên dây mã trắng nha, con này mới tinh nè. Lên dây mã trắng. Rồi 55 đến 60 nè. Bẹt vai cho em nha mấy chị. Bẹt vai. Tay nè. Rồi lên dây mã bẹt đi. Lên dây mã bẹt. Ồ quá rẻ luôn, 5k 5k. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Rồi bẹt cho chị Hồn Thu Ngân. Rồi con này đẹp quá. 55 đến 60 nha. Mới ken luôn. Lên dây mã mới. Lên dây mã mới. Con này mới tinh nè. Lên dây mã mới. Rồi con này. Trời ơi. Nè. Cái tay này đẹp mấy chị. Rồi 48 đến 52. Lên cho mã tay. Lên cho mã tay. Dạ em chào chị Mậu Dần. Rồi mới. Mới cho chị Thu Ngọc nè. Năm ca mọi người ơi. Đáng chốt người 10 cái nha. Rồi con này 48. Con này 48
này 48 đến 55 kg vừa nè. Trời ơi. Đẹp nha. Rồi lên cho mạng nhũ. Lên cho mạng nhũ. Rồi tay cho chế. Tay cho tế hòn hương nè. Rồi chị Hồng Hương IP em chưa ta? IP giúp em với. Rồi con này 48 đến 52. Lên dây mạng nút. Lên dây mạng nút nha mấy chị nha. Cái màu như vậy nè, chứ nó mới ken à. Rồi lên dây mạng nút. Rồi 52 đến 57 nè. Lên dây mã bơ. Lên dây mã bơ nha. Bơ. Rồi nhủ cho chị Thùy Linh. Nhủ cho chị Thùy Linh nha. Em đang kiếm Thùy Linh. Rồi Thùy Linh đây. Ngay trước mắt luôn. Rồi bơ cho ai đây? Rồi bơ cho chị Thu Ngọc. Bơ cho chế Thu Ngọc. Rồi SM. À mấy chị dài ôm body nè, con này mới ken à. Rồi lên cho em mã M luôn đi. Lên cho em mã M. Lên cho em mã M nha. Rồi chị nào nhanh tay thì sướng nè. Rồi con này phi size nha. Mới ken. Rồi lên cho em. Lên cho em mã to. Lên cho em mã to. Dạ. Dạ rồi ok chị. Chị để em dồn vô đầm. À mẹ chị bị sao hả? Rồi con này 52 đến 57 nè. Rồi lên cho mã lá nha. Lên cho mã lá. Vậy cái đường truyền á chị. Rồi lên cho mã lá. Rồi con khóc này nè. Xanh lờ vừa nha. Ừ, khót kiểu vậy nè. Rồi lên dây mã khót. Lên dây mã khót. Rồi lá cho chị Thùy Linh nè. Rồi lá cho chị Thùy Linh. Rồi con nhũ này đẹp nè. Ôm body nè. Tầm 48 đến 55 kg vừa nè. Nhũ luôn, nhũ luôn. Rồi con này. Con này 48 đến 52 nha. Rồi lên cho em mã hũ. Lên cho em mã hũ mấy chị. Rồi lên cho em mã hũ. Trời ơi con này nó mới. 55 đến 60. Rồi lên cho em mã lỗ. Mới ken nha. Lên cho em mã lỗ mấy chị. Rồi con này size M nè. Con này size M. Rồi lên dây mã sập. Lên dây mã sập. Rồi 48. 48 đến 55 nè. Rồi lên dây mã xanh. Rồi lên dây mã xanh nha. Em cũng phải thoát ra thoát vô. Nó cũng bị ẩn. Đấy. Ôi. Xanh cho chị Thùy Linh nè. Chị Bích Trâm sau rồi. Rồi con này 48. 48 đến 55. Rồi lên dây mã cường. Lên dây mã cường mấy chị. Cường. Rồi 48 đến 53. Lên dây mã da. Lên dây mã da nha.
Rồi lên trên mã da. Rồi con này 55 đến 60 nè. Rồi lên trên mã rút. Rút lại nha mấy chị. Chia chia lên. Đấy. Chị nào mặc mua đen mua ơ gì. 55 đến 60 kg vừa nè. Rồi lên trên mã rút. Rồi da. Da cho chị Út Phan nè. Rồi rút cho chị Lê Lan. Rút cho chị Lê Lan. Rồi 50 đến 55. Rồi con này nó mới nha mấy chị. Rồi lên dây mã cột. Cột nơ lại nha. Lên dây mã cột. Con này mới tinh nè. Bán luôn. Rồi 50 đến 55 lên dây mã trắng. Ồ nó mới. Lên dây mã trắng. Rồi con này 48 nha. 48 đến 50 nè. Rồi lên dây mã tay. Lên dây mã tay mấy chị. Rồi lên dây mã tay. Rồi 48 đến 52 nè, lên trên mã đỏ. Lên trên mã đỏ luôn. Lên trên mã đỏ. Rồi tay cho chế Út Phan nè. Mùa rừng hoa mai nở. Rồi con này. Rồi con này 55 đến 57 nha. Lên trên mã rút. Rồi con này dạng ghi lê, lên trên mã rút. Mặc cái áo vô rồi khót vô. Lên dây mã rút mấy chị, nó mới ken ha. Nó mới ken nè. Rồi con này 53 đến 57 kg vừa. Lên dây mã đỏ luôn. Lên dây mã đỏ. Rồi 50 đến 55. Lên dây mã sau. Lên dây mã sau mấy chị. Rồi rút cho chị Thùy Linh nè. Rút cho chị Thùy Linh. Rồi con này có đệm vai nha. Rồi con này. Con này 60 đến 62. Nút rất là đẹp mấy chị. Đục lỗ nè. Rồi lên dây mã lỗ. Lên dây mã lỗ. Lên dây mã lỗ nha. Rồi sau. Sau cho chị Hoàng Hương nè. Chị Hoàng Hương IP em chưa ta? Chết. Rồi 55 đến 57. Lên dây mã xanh. Lên dây mã xanh mấy chị. Mấy cái này là tay ướt mồ hôi rồi ra. Về giặt ra hết rồi mấy chị. Rồi lên dây. Rồi chị Hoàng Hương IP giùm em nha. Rồi 55 đến 60 nè. Lên dây mã rêu. Lên dây mã rêu. IP cho chị nhé. Chị không IP được. Trời. Chị còn IP được hả? Rồi ok, để đó. Để đó cho em. Rồi con này. Con này 48 nha, 48 đến 50. Lên dây mã chữ. Lên dây mã chữ mấy chị. Rồi 50 đến 57. Lên dây mã sọc. Rồi con này có túi luôn nha, form dài có túi nè. Lên dây mã sọc. Dạ 5k chị Nga Cao ơi, 5k.
Rồi xanh, xanh cho chị Út Phan nè. Rồi xanh cho chị Út Phan. Rồi rêu, rêu cho chị Thu Ngọc. Rồi sọc cho chị Hoàng Hương. Rồi con này 48 nha, 48 với 50 nè. Rồi lên cho mã 48. Form dài này, dạng như đầm sơ mi nè. Rồi lên cho mã 48. Rồi con này 50 đến 57 nha. Rồi lên cho mã đất. Lên cho mã đất. Lên cho mã đất của chị. Rồi. Con này. Nó có bị gì không ta? Rồi không bị gì nha. 55 đến 62. Rồi lên cho mã ren. Lên cho mã ren với chị. Rồi con này nó sang ra. Lên cho mã ren. Mã đất đẹp quá trời, không chế nào chốt hả? Rồi 50 đến 57 nè. Rồi lên dây mã xanh. Rách hả? Rồi. Mã rách là mã gì ta? Chị Hòn Hương chốt mã ren hay là Hòn Hương chốt mã gì? Rồi 48 đến 53 nè. Lên dây mã ong. Lên dây mã ong. Rồi đắp cho chị Thu Ngân nè. Đắp cho chị Thu Ngân. Chị Hoàng Hương chốt cái mã mã ren này đúng không? Đúng thì ok giúp em nha. Rồi con này 48 đến 52 nè. Rồi lên cho mã lá. Lên cho mã lá mấy chị. Rồi lên mã lá. Rồi ong. Dạ chị chốt mã đất đúng rồi. Rồi ong cho chị Ngân Võ nè. Không phải riêng mà là rách. Đâu mã rách là mã nào? Đâu có mã rách đâu chị. Đâu có mã nào mã rách đâu. Có mã này nè. Mã này đúng không? Mã này là mã lỗ nè. Đâu có mã rách đâu. Không vỡ. Không vỡ được không đây ta. Rồi, không vỡ. Rồi con này. Con này 50 nha. 50 đến 55 nè. À, cái đó là mã đất. Chị, mã đất chị ngờ. Con này kết cườm nè mấy chị. 50 đến 55 nè, lên dây mã cườm. Còn tem luôn nha. Còn tem luôn, rồi lỗ cho chị Bích Trâm nè. Lỗ cho chế Bích Trâm. Rồi con này mát nha. 48 đến 52 nè. Rồi lên cho mã gạch. Lên cho mã gạch. Rồi con này dễ thương ra. Form dài nha. 50 đến 55. Lên cho mã. Mã hờ. Lên cho mã hờ mấy chị. Rồi cường cho chị Bích Trâm nè. Rồi gạch. Gạch cho chị Nhung Dương. Rồi xanh. Rồi mã hờ cho chị Thùy Linh nè.
Rồi con này 50 đến 55. Rồi lên cho em. Lên cho em mã. Lên cho em mã sọc. Lên cho em mã sọc. Rồi 50 đến 55 kg vừa, lên cho em mã trắng. Lên cho em mã trắng nha. Lên cho em mã trắng rồi sọc cho chị. Sọc cho chị Hòn, Hòn Hương nè. Con này đẹp nè. Rồi con này 50 nè, 50 đến 57. Lên cho mã tay. Mới nha mấy chị nha, mặt mát lắm. Lên cho mã tay. Rồi 50 đến 57. Rồi lên cho mã nút. Lên cho mã nút. Rồi lên trên mã nút nha. Rồi tay cho chị Thu Ngọc nè. Tay chị Thu Ngọc trước nè. Rồi 50 đến 55. Rồi lên trên mã lê. Lên trên mã lê nha. Lên trên mã lê. Rồi nút cho chị. Nút cho chị Hoàng Hương. Rồi mấy chị chốt chắc giúp em nha. Rồi nút cho chị Hòn Hương nè. Chị Ngân vỏ sâu. Mã, mã tay chị Thu Ngọc rồi. Mã tay chị Thu Ngọc. Rồi con này. Cái này giặt ra nha mấy chị nha. Cái này giặt ra cho em. Rồi con này 50 đến 55. Lên cho em mã chữ. Lên cho em mã chữ nha. Lên cho em mã chữ. Dạ nhớ IP cho chị. Dạ rồi đem. Mã lê này đẹp không? Không ai chốt hả? Rồi con này 50 đến 55 nè. Rồi lên cho em mã lê. Lên cho em mã lê mấy chị. Rồi chữ cho chị Ngân vỏ nè. Rồi chữ cho chị Ngân vỏ. Rồi 50 đến 55, lên cho mã đá. Lên cho mã đá nha. Ồ đá nè. Mã đá. Rồi con này 50 đến 57. Lên cho mã lưới. Lên cho mã lưới luôn. Lưới luôn nha. Rồi lên cho chị Nhung Dương nè. Trời. Đi chị Nhung Dương đá cho chị Thu Ngọc nè. Thu Ngọc. Nhung Dương. Rồi lưới cho chị Bích Trâm. Rồi 48. 48 nè, đến 52 nha. Rồi lên cho em mã beo đi. Lên cho em mã beo. Rồi con này có đệm vai nữa nha mấy chị. Rồi con này. Con này 50 nha, 50 đến 55. Lên cho em mã đỏ. Lên cho em mã đỏ luôn. Con lưới chị chốt trước mà. Rồi em không thấy chị luôn á. Rồi beo cho chị Thu Ngọc trước nè. Chị Nguyễn Tư sau nè. Rồi con này. Tập gym tập ơ rồi nha. Rồi 48 đến 50. Lên cho mã tím. Lên cho mã tím chị. Lên cho mã tím nha. Rồi 50 đến 55. Rồi lên cho mã chữ luôn. Lên cho mã chữ luôn. Rồi con này size L vừa. Lên cho mã lá. Rồi con này mặc bao mát luôn. Lên cho mã lá. Dạ 5k chị.
Rồi tím cho chị Nguyễn Tư. Rồi chị Nguyễn Tư IP cho em nè. Rồi chữ cho chị Bích Trâm.